chương một là ta tiêu phí làm sao nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Mado một cái không tới 10 mờ đơn sơ phòng nhỏ lộ trạch có chút chán chường địa ngồi ở trước bàn máy vi tính hắn là một cái streamer một cái không có bao nhiêu nhân khí làm việc streamer nhưng làm sao lộ trạch học không đến lấy lòng mọi người cái kia một bộ nhìn hắn streamer ăn sung mặt sướng lộ trạch cũng không khỏi thở dài. Phòng trực tiếp bên trong chỉ có mấy chục người, đều là hướng về phía lộ trạch nhan trị đến. Nếu không mình đổi nghề làm tin tú streamer đi thôi. Nơi này không phải ma đô ngô ngạn tổ streamer sao? Đi nhầm nơi. Streamer làm sao ngồi trên ghế 5 phút đồng hồ không nhúc nhích? Ngày hôm nay đây là chuẩn bị trực tiếp đờ ra. Ken ken ken. Chuông điện thoại di động vang lên. Vừa nhìn, lại là không tự mới đầu số điện thoại bạn. Địa chỉ biểu hiện là Malaysia. Lại là lừa dối điện thoại. Mấy ngày nay thời gian, Lộ Trạch đã nhận được hơn 20 cái như vậy điện thoại. Bảy chính mình hiện nay cùng đến liền tiền thuê nhà đều sắp chưa đóng nổi, những này tên lừa đảo còn muốn lừa gạt mình cái gì? Chẳng lẽ muốn lừa gạt mình quá khứ cắt thận? Sợ không phải có cái gì bệnh nặng. Lộ Trạch trong lòng nén giận, chuẩn bị mắng to tên lừa đảo một trận. Nhận nghe điện thoại. Tiên sinh chào ngài, chúng ta kiểm tra đến ngài có một bút 20 USD ngoại cảnh tiêu phí ghi chép, xin hỏi là ngài bản thân tiêu phí sao? Tên lừa đảo thao một cái nồng đậm hương âm. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp bên trong mười mấy cư dân mạng cũng là xem ra náo nhiệt. Ta đi. Streamer Trá Thi. Cái kia không phải lừa dối điện thoại sao? Streamer cẩn thận ngươi thận a à. ta có một người bạn hai ngày trước chính là bị loại này lừa dối điện thoại lừa một vạn đồng có hay không một khả năng streamer không biết đây là lừa dối điện thoại phòng trực tiếp các cư dân mạng dĩ nhiên một cái hai cái quan tâm mà khởi xướng mạng đạn nhìn thấy các cư dân mạng tự hồ đối với này khá cảm thấy hứng thú lộ trạch không có cúp điện thoại đường hoàng ra dáng trực tiếp căn bản không ai xem tên lừa đảo một cú điện thoại mạng đạn liền chà sát sực địa soạt lên đúng không? Hành, ngày hôm nay tiểu gia liền cho các ngươi biểu một hồi hành động. Hắn thấm giọng một cái, đàng hoàn trịnh trọng địa mở miệng. Là ta bản thân tiêu phí, làm sao? Đầu bên kia điện thoại hiển nhiên sửng sốt một chút. Tên lừa đảo nghĩ thầm. Ngươi thật là có thể chém gió. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp bên trong bỗng nhiên trở nên náo nhiệt một chút. Streamer 666 ngươi không theo sáo lộ ra bài, tên lừa đảo mọi người bối rối. Liền phục ngươi loại này khoác lát mặt không đỏ tim không đập. Ngươi sớm như vậy trực tiếp, phỏng chừng đặt mua đều muốn mấy trăm ngàn. Ngoài cảnh tiêu phí 20 USD, vậy cũng là hơn 1 triệu RMBA, ngươi là ra nước ngoài mua voi đi tới. Phòng trực tiếp bên trong nhân số từ từ bắt đầu tăng lên. Màn đạn cũng từ bắt đầu mười mấy phút một cái, biến thành một phút mười mấy điều. Keng. đo lường đến đủ để nhốt chú độ hệ thống kích hoạt bên trong phản lừa gạt hệ thống trói chặt thành công hệ thống giới thiệu tóm tắt bất luận bất luận là thủ đoạn gì chỉ muốn ngăn cản lừa dối cũng gây nên đầy đủ quan tâm độ liền có thể thu được hệ thống điểm điểm có thể dùng với nhận thưởng thu được tân thủ phúc lợi màu xanh lam lễ hộp một phần mở ra lễ hộp sau thu được thần cấp giọng nói thần cấp giọng nói Thu được tiếng nói biến hóa năng lực, có thể bắt chước được bất luận người nào cùng vật âm thanh. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên. Thành tựu thế kỷ 21 người trẻ tuổi. Lộ Trạch rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi sự thực này, cũng biết rõ hệ thống tình huống. Chính mình muốn ngăn cản người khác lừa gạt hành vi, còn muốn gây nên quan tâm độ, liền có thể thu được hệ thống điểm khen thưởng, tiến hành nhận thưởng. Cái kia mới vừa tự mình nói lời nói toán lừa dối sao? cũng không tính là. Cái kia nhiều lắm toán chém gió. Hơn nữa hệ thống sáng tỏ biểu thị, chính mình có thể sử dụng bất luận là thủ đoạn gì ngăn cản lừa dối. Ngài hảo tiên sinh, ngài này thuộc về ngoại cảnh khoản lớn tiêu phí, chúng ta cần xác định một hồi ngài tiêu phí tình huống. Tên lừa đảo còn không hết hy vọng, tiếp tục dùng thoại thuật đặc bẫy. Ẩn giấu lâu như vậy, vẫn bị các ngươi phát hiện. Lộ trạch dùng cực thanh âm trầm thấp cười gần hai tiếng, đại ca. Không nghĩ đến ta ở nước ngoài mua súng đạn sự tình, chung quy vẫn là lộ ra ánh sáng. Lộ trạch trực tiếp biến hóa tiếng nói, đổi thành một cái sắc bén nam tính giọng nói. Đầu bên kia điện thoại tên lừa đảo trong lòng cả kinh. Tình huống thế nào? Đối diện có hai người. Còn buôn bán súng đạn. Đối phương đang lừa ta. Vẫn là nói. Sẽ không phải thật gọi điện thoại đánh tới hát lão đại bên kia đi tới chứ. Tên lừa đảo trong đầu nhất thời xem đóng phim bình thường, hiện lên vô số loại mơ màng. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp nhân số không ngừng tăng gấp lại, màn đạn cũng nhanh chóng quét mới lên. Mẹ nó, thực sự là bảo tàng streamer, thanh âm này tuyệt. Vừa nãy ta suýt chút nữa cho rằng streamer bên người còn có người thứ hai, nói, ngươi đem máy ghi âm tàng cái nào? Quan tâm streamer hơn nửa năm, càng không ngừng streamer gặp khẩu kỹ có hay không một khả năng streamer là cái biết điều tài nghệ streamer nhìn thấy phòng trực tiếp nhân khí nhanh chóng tăng lên trên đặt mua cũng là cái này tiếp theo cái kia địa trướng lên lộ trạch trong lòng vui vẻ sau đó hành động biểu đến càng ra sức nếu tin tức đã để lộ chúng ta chỉ có thể diệt khẩu lộ trạch dùng thanh âm trầm thấp nói rằng đại ca đừng kích động vạn nhất đối diện chỉ là một tên lừa gạt đây lộ trạch lần thứ hai biến hóa thành giọng nữ. Đầu bên kia điện thoại tên lừa đảo sắc mặt cứng đờ. Lại còn có người thứ ba. Tên lừa đảo. Lộ trạch trực tiếp biến hóa miệng hình, bắt chước được AK kéo động chốt súng âm thanh. Âm âm âm. Một trận AK bắn phá chân thực thanh âm vang lên. Tên lừa đảo có thể biết mã số của ta. Tên lừa đảo có thể biết ta ở ngoài cảnh tiêu phí mấy trăm ngàn USD tên lừa đảo có thể biết ta mua một đống AK, Ripper, Desert Eagle. Đầu bên kia điện thoại, tên lừa đảo thân thể không ngừng được địa rung rẩy lên. Mẹ nó! Thật giống thật đá đến trên tấm sắt. Đối phương luôn không khả năng sớm biết mình muốn gọi điện thoại đến. Sau đó cho mình diễn này ra hí chứ. Nếu như là lâm thời nảy lòng tham. Đang không có sớm thông đồng tốt tình huống làm sao có khả năng ba người phối hợp đến tốt như vậy? Hơn nữa, cái kia tiếng súng hoàn toàn không giống như là giả A. Đại lão, ta thật không biết ngài ở ngoại cảnh mua súng đạn. Ta cũng không biết ngài mua chính là AK, Ripper, Desert Eagle A. Này đều là chính ngài nói A. Tên lừa đảo nâm nớp lo sợ mà nói rằng. Ta chính là một tên lừa gạt, ngài ngoại cảnh tiêu phí sự ta căn bản không biết. Đại ca, mặc kệ đối diện có phải kẻ lừa đảo hay không nếu hắn đã biết chúng ta mua súng đạn sự nhất định phải muốn làm đi lộ trạch tiếp tục biến hóa tiếng nói lần này trực tiếp đổi thành một cái thô lỗ giọng nam tên lừa đảo người tại chỗ liền đã tê rần còn có người thứ tư đây tuyệt đối không thể là lâm thời nảy lòng tham đến trá chính mình đại lão ngài nghe ta giải thích tên lừa đảo khóc không ra nước mắt ta đã nghĩ lừa gạt ít tiền chuyện của các ngươi ta cái gì cũng không biết ta đánh sai dãy số để hacker tra một chút hắn địa chỉ nếu như ở trong nước liền phái người giết chết hắn nhớ tới làm sạch sẽ một chút đừng lưu lại sơ sót lộ trạch cố nín cười ý khôi phục chính mình vốn là âm thanh nếu như ở ngoại cảnh liền phái lính đánh thuê giết chết hắn một bộ truyện khá ổn về mô phỏng mình có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2 Tội phạm lừa đảo lại báo cảnh tự thú. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Streamer trâu bò. Một người mô phỏng theo bốn người âm thanh, ta lại một điểm kẻ hở đều nghe không hiểu. A ca âm thanh ngươi đều có thể mô phỏng theo, quá bất hợp lý đi. Không thẹn là bảo tàng streamer, ngươi trò gian cũng thật nhiều. Nếu không là ta đang xem ngươi trực tiếp, ta phỏng chừng cũng sẽ cho rằng ngươi thực sự là xã hội đen. Phong trực tiếp nhân khí trà sát sượt trên đất trướng lên. Ngăn ngắn mấy phút. Đặt mua nhân số học theo trước mấy trăm. Biến thành hiện tại ba ngàn. Cùng lúc đó, nghe được lộ trạch nói muốn điều động hacker đến điều tra mình địa chỉ. Tên lừa đảo suýt chút nữa từ máy vi tính trên ghế té xuống. Hắn trong ngày thường du thủ du thực, dựa vào cho vay trực tuyến sinh hoạt thời gian dài lấy cho vay dưỡng cho vay lỗ thủng đã càng bù càng lớn vì có thể sớm chút lên bờ hắn lúc này mới nghĩ đến học tập viễn thông lừa dối trước dựa vào lừa dối điện thoại tên lừa đảo đã thu lợi hơn vạn khối không nghĩ đến mới vừa nếm trải ngon ngọt liền đá đến lộ trạch cái này kẻ khó chơi chính mình không giống những người loại cỡ lớn ngoại cảnh lừa dối băng nhóm người trốn ở nước ngoài chỉ cần lừa gạt đến tiền thiên hoàng lão tử cũng không làm gì được bọn họ. Chính mình liền ở trong nước, hơn nửa đồng dạng ngay ở ma đô. Chỉ là đơn giản sử dụng máy vi tính tiến hành giả lập điện thoại quay số. Hacker muốn tra địa chỉ của chính mình, còn chưa là dễ như ăn cháo. Một khi địa chỉ của chính mình bại lộ, phát hiện mình ngay ở ma đô, cái kia hạ tràng. Đối phương. Nhưng là có súng. Nghĩ đến bên trong, Tên lừa đảo sắc mặt kinh hoàng địa từ dưới đất bò dậy đến. Đại lão, ngài tuyệt đối không nên kích động." Tên lừa đảo hầu như là khóc lóc năn nỉ nói, "Ta chính là một cái tên nhóc lừa đảo, không đáng ngài động vô cùng bạo tay đến xử lý ta a." À. "Đại ca, đừng làm cho hắn cúp điện thoại, phía ta bên này lập tức liền tra được hắn địa chỉ." Lộ Trạch biến hóa ra một cái lanh lãnh vang dội, mà tiếng phổ thông cực tiêu chuẩn tuổi trẻ giọng nam thứ năm âm thanh xuất hiện. Tên lừa đảo hầu như muốn tan vỡ. Hơn nữa từ trong điện thoại âm thanh phán đoán, hacker tự hồ đã muốn tra được địa chỉ của chính mình. Đô đô. Tên lừa đảo trực tiếp cúp điện thoại. Cả người hắn hô hấp dồn dập địa co quắp ngã xuống đất, trên trán đã đầy là mồ hôi lạnh. Một lát sau, tên lừa đảo tỉnh táo lại. Hắn run rẩy đào ra điện thoại di động của mình, sau đó gọi 110. Này, cảnh sát đồng chí, ta muốn báo cảnh. Có người mua một nhóm lớn súng đạn, còn để hacker định vị ta, nói muốn làm đi ta. Các ngươi đồn cảnh sát địa chỉ ở đâu, ta muốn đi tìm các ngươi, tốt nhất đem ta sắp xếp tiến vào trại tạm giam. Nơi đó tương đối an toàn. Lộ trạch phòng trực tiếp. Nhìn thấy tên lừa đảo cắt đứt điện thoại mình. Lộ trạch cũng là không nhịn được lắc đầu một cái khóa này tên lừa đảo tâm lý năng lực chịu đựng không được a. À. Mình còn có đại chiêu không xuất ra, hắn liền chịu không nổi. Liền điểm ấy năng lực, cũng dám ra đây làm điện thoại lừa dối. Cái này streamer quá tú. Năm loại tiếng nói tự do cắt, thật sự điểu. Ha ha. Tên lừa đảo bị streamer dọa đã tê rần, phỏng chừng cũng phải có bóng ma trong lòng. Streamer ngươi này không đi trên game sâu tiết mục thật sự khuất tài như thế trâu bò streamer lại mới không tới một vạn đặt mua. Vội vàng đem streamer đặt mua soạt đi đến, ta muốn để càng nhiều người biết cái này bảo tàng streamer. Các cư dân mạng chia sẻ dưới sự đề cử, lượng lớn tân khán giả đi đến lộ trạch phòng trực tiếp. Góc trên bên phải đặt mua nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh liền đột phá 5 ngàn. 8 ngàn. Thậm chí là một vạn. Đang không có bất kỳ đề cử tình huống, lộ trạch phòng trực tiếp nhân khí dĩ nhiên tăng vọt lên. Ken Chúc mừng ký chủ thành công ngăn cản một lần viễn thông lừa dối, quan tâm độ cho điểm vì là 80 điểm, khen thưởng 1.000 điểm. Có điểm Chuyện này ý nghĩa là chính mình có thể mở ra nhận thưởng. Nhận thưởng cơ sở điểm vì là 1.000. Khen thưởng phân biệt có lục, lam, tử, hồng, chanh năm loại lễ hợp mỗi loại lễ học nhận thưởng xác suất từ cao xuống thấp lần lượt tăng cường muốn tăng cường đánh vào giải thưởng lớn xác suất liền cần sử dụng càng nhiều điểm đến chồng chất xác suất tỷ như cơ sở điểm nhận thưởng đánh vào màu cam lễ học xác suất là một phần vạn nếu như sử dụng một vạn điểm nhận thưởng lời nói như vậy xác suất chính là một phần ngàn sử dụng một ngàn điểm nhận thưởng nhận thưởng thành công tiêu hao một ngàn điểm tích phân thu được màu xanh làm lễ học một phần chỉ cần háo trụ cột nhất một ngàn điểm, liền thu được cùng người mới gói quà như thế màu xanh lam lễ hộp. Xem ra chính mình vận khí không tệ. Mở ra lễ hộp. Mở ra thành công, thu được 20 v đúc tài chính, màu xanh lam lễ hộp trực tiếp liền cho mình 20 vạn tài chính. Lộ trạch mở ra điện thoại di động, tiến vào điện thoại di động ngân hàng. 1, 2, 3. 5 cái linh. Ngay ở nửa giờ trước, chính mình còn ở sầu tháng này tiền thuê nhà làm sao giao. Không nghĩ tới nhanh như vậy chính mình dĩ nhiên cũng đã có 20 vạn tiền dư. Thu hoạch đến kỹ năng chủ động. Chân thực chi nhãn, chân thực chi nhãn. Chủ động mở ra sau, có thể đo lường đến đối phương tất cả tin tức cùng với bí mật. Lộ trạch ánh mắt đột nhiên lượng. Cái kỹ năng này quả thực không muốn quá trâu bò a à. Nói cách khác, bất kể là người nào, ở trước mặt mình đem không có bất kỳ bí mật có thể nói. Này dùng ở vạch trần lừa dối sự kiện trên, đem không thể nghi ngờ là một cái thần kỹ. Tung tung tung. Một tràng tiếng gõ cửa. Xin hỏi là lộ trạch tiên sinh sao? Phía ta bên này là ma đô cục công an thành phố, xin mời mở cửa dùng. Cục thành phố. Lộ trạch vẽ mặt ngẩn ra. Chính mình đang yên đang lành, cảnh sát làm sao có khả năng tìm tới cửa chẳng lẽ nói là kiểu mới tới cửa lừa dối. Chính mình đang lo không tư liệu sống ni. Lộ trạch mở cửa. Hai cái mặt đồng phục lên cảnh sát đứng ở trước mặt mình. Bên trong một người đưa ra thẻ cảnh sát. Lộ trạch mở ra chân thực chi nhãn. Mặt trên rõ ràng biểu hiện thân phận của hai người này tin tức. Họ tên. Lục Tùng, tuổi tác. 41, chức vụ. Ma Đô Cục Công an Thành phố Hình Cảnh Đội Phó Đội Trưởng. Họ tên. Dương Cảnh, tuổi tác. 28, 7, chức vụ. Ma Đô Cục Công an Thành phố Hình Cảnh Đội Cảnh sát. Mẹ nó. Dĩ nhiên đúng là cảnh sát. Lộ trạch hơi kinh ngạc. Cảnh sát tìm đến mình làm cái gì? Cùng lúc đó, phòng trực tiếp màn đạn cũng là dồn dập mà soạt lên nghe nói có người ở đây trực tiếp đùa dẫn viễn thông tội phạm lừa đảo. Đuổi tới đuổi tới, Simmer còn ở cùng tội phạm lừa đảo gọi điện thoại sao? Vân vân. Đây là xã khu đưa ấm áp đến rồi. Mẹ nó, lại là cảnh sát, Simmer sẽ không phải là gây chuyện lớn rồi chứ. Hai tên cảnh sát đơn giản ở lộ trạch trong phòng nhìn quét chốc lát. gian phòng tổng cộng cũng sẽ không đến 10 bình. Ngoại trừ một cái giường, một cái bàn để máy vi tính, cùng với một bộ đơn sơ trực tiếp thiết bị. Hầu như là nhà chỉ có bốn bức tường. Xem tới đây, tên là Lục Tùng phó đội trưởng trực tiếp tiến lên cùng lộ trạch nắm cái tay. Cảm tạ ngươi, lộ tiên sinh. Vừa nãy một cái tội phạm lừa đảo chủ động báo cảnh, một mặt kinh hoảng địa cũng đi đến bót cảnh sát chúng ta. Hắn như thực địa giao cho chính mình lừa dối sự tình. Cũng xưng rằng ngươi mua rất nhiều súng đạn, muốn truy sát hắn hy vọng chúng ta cảnh sát lập tức đem hắn nhốt vào trại tạm giam. Trải qua điều tra của chúng ta, ngươi gần đây căn bản không hề rời đi quá ma đô, cũng chưa từng có bất kỳ khoản lớn tài chính lưu động. Ngoài ra, chúng ta điều tra đến tên kia tội phạm lừa đảo, gần đây thông qua lừa dối thủ đoạn, phi pháp lừa dối hơn 10 lên. Cộng tích lũy thu lợi hơn một vạn nguyên, hiện nay chúng ta đã đem tập nã quy án. Lục Tùng một mặt cảm tạ địa hướng về phía lộ trạch chào một cái cảm tạ ngươi cùng lừa dối phần tử đò sức, chúng ta là lại đây đưa cờ thưởng. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3 Muốn phát hỏa Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Một bên cảnh sát dương cảnh lập tức móc ra một mặt cờ thưởng. Để đỏ chữ vàng trí bắt tội phạm lừa đảo, quần chúng tắm gương, mẹ nó. Cái kia tên lừa đảo. Lại bị chính mình dọa đến chủ động đầu án tự thú. Hơn nữa hắn lại ngay ở ma đô. Lộ trạch chính mình cũng là hoàn toàn không có nghĩ đến này một vụ. Xem ra chính mình biểu diễn. Cho tội phạm lừa đảo nội tâm sát thực lưu lại to lớn bóng tối. Lại để hắn chủ động muốn đến trong coi chỗ ở phát hiện cảnh sát lại là lại đây cho lộ trạch đưa ngợi khen cờ thưởng, phòng trực tiếp các cư dân mạng nhất thời sôi sùng sục. Tình huống thế nào? Vừa nãy tội phạm lừa đảo đầu án tự thú đi tới. Liền. Liền một cú điện thoại, liền đem tội phạm lừa đảo cho đưa vào đi tới. Streamer, ta chỗ này cũng có thông lừa dối điện thoại đánh vào đến rồi, người muốn không đúng vậy hỗ trợ đem nó đưa vào đi thôi. Đều đem tội phạm dọa đến đầu án tự thú ngươi quản cái này gọi làm việc trực tiếp. Ta mới tới, nghe nói streamer đem tội phạm lừa đảo đưa vào đi tới. Cái kia cờ thưởng thật là đẹp mắt, streamer, sau đó liền treo ở phía sau người bối cảnh trên tường đi. Phòng trực tiếp bên trong nhân khí càng lúc càng cao. Đặt mua càng là vẫn không có dừng lại dâng lên xu thế. Tiểu huynh đệ, ngươi làm rất tốt. Lục tùng vỗ vỗ lộ trạch vai. Ngươi chống lừa đảo ý thức mạnh phi thường, hơn nửa đầu óc linh hoạt có thể đem tội phạm lừa đảo dọa phải chủ động đầu án tự thú án lệ ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải đây là ta phải làm lộ trạch thẳng tắp sóng lưng tương tự cùng hai tên cảnh sát trở về cái cuối chào nhìn theo hai vị cảnh sát rời đi gian nhà lộ trạch trở lại trước máy vi tính góc trên bên phải đặt mua lượng đã tiếp cận hai vạn online quan sát nhân số càng là từ vừa mới bắt đầu mấy chục người biến thành hiện tại hơn một vạn người. Lộ trạch trong lúc giật mình càng cảm thấy đến có chút không chân thực. Ken ken ken. Lại là một trận chuông điện thoại di động vang lên. Điện báo biểu hiện là Lão Tam. Lão Tam bản danh Tống Hữu Giang là lộ trạch bạn học thời đại học kim bạn cùng phòng. Lúc trước lộ trạch ký túc xá tổng cộng 4 người, Tống Hữu Giang tuổi tác đứng hàng thứ thứ ba, bởi vậy vẫn bị gọi làm Lão Tam sau khi tốt nghiệp hắn hai cái bạn cùng phòng đi tới thành thị khác công tác mà lộ trạch cùng tống hữu giang đồng thời ở lại ma đô khởi đầu hai người thậm chí thuê chung cái hai phòng ngủ một phòng khách sau đó lộ trạch làm streamer sợ náo đến tống hữu giang liền chủ động chuyển tới hiện tại nơi này mà tống hữu giang nhưng là vẫn đang làm quê media nhưng cùng trước lộ trạch như thế tương tự không cái gì khởi sắc hai người tuy nhiên đã không có cùng một khối thuê chung nhưng lẫn nhau trong lúc đó huynh đệ cảm tình nhưng chưa từng có biến mất trạch ca rảnh rỗi sao tống hữu gian ngữ khí có chút trầm thấp tự hồ có hơi tâm sự lại đây cùng uống hai ly địa chỉ lộ trạch không nói nhảm ngự gian nam tiệm cơm ngươi đi vào liền nhìn thấy ta được ta một hồi liền đến cúp điện thoại sau lộ trạch liếc mắt nhìn phòng trực tiếp không có bất kỳ khách sáo cũng không có gặp lại, sung sướng thời gian ngắn ngủi như vậy, lão thiết môn ta nghỉ ngơi, mọi người trong nhà ta trước tiên off stream, những này off stream thoại thuật. Lộ trạch trực tiếp đóng trực tiếp. Lưu lại phòng trực tiếp bên trong hơn một vạn trận mắt ngoát mồm khán giả. Vậy thì off stream. Liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Này streamer có cá tính, ta yêu thích. Vừa mới bắt đầu hồng, bây giờ sẽ bắt đầu có đại streamer tư thế mới vừa off stream, lộ trạch cũng là đột nhiên ý thức được. Chính mình phòng trực tiếp như trước kia không giống nhau. Trước đây phòng trực tiếp người sống tổng cộng mới mười mấy hai mươi người. Hơn nửa hơn một nửa đều là quải ở phía sau đài, cho mình cổ động. Bởi vậy chính mình luôn luôn quen thuộc tốc độ ánh sáng off stream. Hiện đang trực tiếp đã có hơn một vạn khán giả. Đến. Lộ trạch nhúng nhúng vai. Ngược lại trực tiếp đã kết thúc bức cũng đã trang xong xuôi, cũng không thể một lần nữa phát sóng đánh chính mình mặt chứ. Tiết tóc chính thức hậu trường. Chủ quản Dương Vi Lan nhìn trong máy vi tính số liệu. Cái này nhất lộ hướng trạch, phòng trực tiếp tình huống thế nào, tại sao số liệu ở trong thời gian ngắn xuất hiện như vậy lượng lớn gần sóng. Dương Vi Lan khẽ nhíu mày. Tra một chút hắn có hay không có soạt số liệu hành vi, có lời nói trực tiếp phong cấm. Rõ ràng kỹ thuật viên tiểu quan thật nhanh đánh bàn phím. Một lát sau, hắn ngừng tay chỉ. Dương Tổng, nhất lộ hướng trạch ở phòng trực tiếp cũng không có soạt số liệu dấu hiệu. Hắn phòng trực tiếp bên trong nhân khí đều là thật sự, không có phát hiện cương thiên người sử dụng soạt số liệu tình huống. Hơn 90% trên căn bản đều là chúng ta tiết tóc sinh động người sử dụng, hầu như không có một tia lượng nước. 9 phần 10 sinh động người sử dụng. Dương Vi Lan lấy làm kinh hải dù cho là TikTok những người bản trên có tên đại streamer. Trong người xem sinh động người sử dụng tỷ lệ cũng không tới 3 phần 10. Mà lộ trạch phòng trực tiếp đạt đến khủng bố 9 phần 10. Chuyện này ý nghĩa là hắn phòng trực tiếp vuông góc độ cực cao. Một khi lộ trạch có thể đem những này khán giả lưu lại cũng trở thành hắn fans. Như vậy những này fans dính tính cũng sẽ cực cao. Nghĩ đến bên trong, Dương Vi Lan nhanh chóng kiểm tra lộ trạch phòng trực tiếp trước số liệu. Lộ trạch 3 tháng trước gia nhập TikTok, trở thành một tên streamer. Một tháng trước, lộ trạch phòng trực tiếp đặt mua lượng lần đầu đột phá 100. Một canh giờ trước, lộ trạch phòng trực tiếp đặt mua lượng vì là 488. Trực tiếp lúc chân thực online nhân số chỉ có 20. Nhưng ngay ở 20 phút trước, lộ trạch phòng trực tiếp nhân số tăng vọt. Bây giờ đặt mua lượng trực tiếp đột phá 2 vạn. Đồng thời càng khuếch đại chính là hai vạn đặt mua người sử dụng, có hơn một vạn người đều đang quan sát lộ trạch trực tiếp. Này ngăn ngắn trong hơn 10 phút, đến tột cùng phát sinh cái gì? Nghĩ đến bên trong, Dương Vi Lan mở ra lộ trạch phòng trực tiếp. Không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn giật mình. Dương Vi Lan con ngươi có rụt lại. Trước mắt phòng trực tiếp đã là màn hình đen. Lộ trạch cư nhiên đã off stream. Vậy hắn phòng trực tiếp đặt mua tại sao còn vẫn ở trên trướng? hắn thật không có soạt số liệu sao cái này nhất lộ hướng trạch phòng trực tiếp có chiếu lại sao dương vi lan hướng về phía kỹ thuật viên hỏi trước hắn đặt mua lượng cùng với nhân khí trị không cách nào khai thông trực tiếp chiếu lại công năng kỹ thuật viên hồi đáp có điều trước mắt hắn đặt mua lượng tăng trưởng cùng với nhân khí trị đã xa xa siêu tiêu hắn lần sau phát sóng sau hệ thống sẽ tự động vì hắn phòng trực tiếp mở ra chiếu lại công năng dùng kỹ thuật thủ đoạn ở trong kho số liệu hoàng nguyên ra hắn trực tiếp video dương vi lan mở miệng nói kỹ thuật viên gật gù đồng thời ngón tay phi động một lát sau hắn mở ra lộ trạch phòng trực tiếp video dương vi lan nhìn thấy lộ trạch phản sáo lộ tên lừa đảo sau đó cảnh sát tới cửa đưa cờ thưởng xưng rằng tên lừa đảo bị dọa đến đầu án tự thú sau nàng không nhịn được địa bắt đầu cười ha hả không trách lộ trạch phòng trực tiếp có thể ở ngăn ngắn mấy mười phút thời gian hỏa đến rối tinh rối mù có thể đồng thời bắt chước được năm sáu loại không cùng người âm thanh thậm chí còn có thể bắt chước được ak âm thanh như vậy đa tài đa nghệ đồng thời lại dẫn dắt khán giả phân biệt lừa dối phần tử thủ đoạn cỡ nào năng lượng tích cực cái này streamer hắn nên hỏa lên nhất lộ hướng trạch thú vị chúng ta đến cho hắn đề tăng tốc Dương Vi Lan khóe miệng khẽ nhất. Nàng lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số. Tiểu Đình, ta có cái tư liệu sống phân phát ngươi, ngươi cẩn thận biên tập một hồi, nhất định có thể hỏa. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 Khủng bố truyền phát tin lượng nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nhất định có thể hỏa ta vẫn là lần đầu tiên nghe được dương tỷ đối với một cái nào đó tư liệu sống như thế có tự tin có điều nếu là dương tỷ phân phát ta vậy cũng không cần cân nhắc đầu bên kia điện thoại âm thanh có vẻ có mấy phần đáng yêu cảm tạ dương tỷ tư liệu sống ta thu được một hồi ta liền biên tập thật phát ra ngoài một trận qua đi dương vi lan cầm điện thoại di động lên mở ra tiktok phần mềm chủ giao diện đứng đầu đẩy đưa lên thình lình xuất hiện một cái đại bao quanh mới nhất tuyên bố video thông qua đại bao quanh khôi hài thú vị âm thanh cùng với ngữ điệu phối hợp với vừa đúng bgm lộ trạch cùng tội phạm lừa đảo đối thoại hình ảnh có vẻ vô cùng khôi hài mà cảnh sát tới cửa đưa cờ thưởng càng là đem video đẩy hướng về phía cao trào đồng thời cũng đem lộ trạch hình tượng làm nổi bật đến cao to vĩ đại video nhãn mát vị trí, cố ý lộ trạch cá nhân tài khoản. Ở đại bao quanh loại này đỉnh cấp đại V tài khoản gia trị dưới, video truyền phát tin lượng nước lên thì thuyền lên. Lượng lớn người sử dụng đang xem quá video sau, đều điên cuồng like bình luận thêm chuyển đi. Như vậy bạo hỏa video, nhất thời đưa tới lượng lớn người sử dụng nhiều lần gia công chuyển đi. Trong lúc nhất thời, càng trở thành tiktok bên trong đột nhiên xuất hiện hiện tượng cấp bậc video đề tài mà dưới đáy bình luận càng là dồn dập biểu đạt đối với lộ trạch quan tâm. Cái này streamer tên gọi là gì? Ta muốn đi cho hắn điểm đặt mua. Thực sự là chúng ta tắm gương, tiếp lừa dối điện thoại lại có thể nhận được để tội phạm lừa đảo tự thú. Phía ta bên này có mấy cái lừa dối điện thoại, một hồi liền phân phát streamer, hy vọng hắn tiếp tục vì là quét sạch viễn thông lừa dối công tác ra một phần lực. Đây là cảnh sát các thúc thúc chính thức chứng thực ưu tú streamer, các anh em yên tâm quan tâm, yên tâm đặt mua. Không nhịn được, ta muốn cho hắn soạt 10 cái hỏa tiễn. Không, soạt 100. Video bao nhiêu số liệu? Dương Vi Lan hướng về phía kỹ thuật viên hỏi. Kỹ thuật viên điều xuất quy tắc này video hậu trường số liệu. 10 phút truyền phát tin lượng. Đã vượt qua 50 vạn. Dương Vi Lan cũng không ngoài ý muốn đại bao quanh dù sao cũng là tóc đứng hàng thứ trước vài tên đỉnh cấp streamer, sở hữu mấy chục triệu fans. Nàng tuyên bố bất kỳ video, tiền kỳ số liệu đều sẽ không kém đi nơi nào. Lại quá 10 phút. Bao nhiêu số liệu? Dương Vi Lan lần thứ hai hỏi. 20 phút truyền phát tin lượng. Đạt đến 3 triệu. Kỹ thuật viên sắc mặt đều có chút tháng phục lên. Cái video này hiển nhiên chính là muốn bạo hỏa tiết tấu lần thứ hai phút số liệu dương vi lan bình tĩnh hỏi phát sóng video thả cửa đã kỹ thuật viên khóe miệng khẽ run đã vượt qua ngàn vạn ma đô ngự giang nam tiệm cơm tống hữu giang vẽ mặt buồn thiêu điện ngồi ở trên bàn cơm trên bàn dĩ nhiên mang lên một két bia lão tam lộ trạch đi vào tiệm cơm trạch ca ngươi đến rồi tống hữu giang đứng dậy bắt chuyện lộ trạch ngồi xuống sau đó gọi người phục vụ mang món ăn làm sao tâm tình không tốt lộ trạch ngồi ở tống hữu giang đối diện trực tiếp mở ra một chai bia hai người chạm cốc uống một hớp tống hữu giang này mới chậm rãi mở miệng nói có chuyện ta không biết nên làm sao mở miệng có việc ngươi cứ việc nói thẳng lộ trạch ngẩng đầu nhìn hướng về tống hữu giang nếu là có khó khăn ngươi liền mở miệng có thể giúp đỡ ta tận lực giúp một tay mặc dù mình chỉ cần mở ra chân thực chi nhãn liền có thể đem tống hữu giang nội tâm bí mật hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng nhưng này có bội với lộ trạch nguyên tắc làm người tống hữu giang là huynh đệ của chính mình chính mình tuyệt đối không thể dùng loại thủ đoạn này đi dò xét huynh đệ bí mật nhìn thấy lộ trạch một bộ ủng hộ vô điều kiện Gián dấp của chính mình tống hữu giang viện mắt hơi ướt hắn trực tiếp cầm bình rượu lên một hơi quán vào trong bụng. Ta trước nói chuyện người bạn gái, gọi Đặng Bình Bình, ngươi hẳn phải biết đi. Biết, trước ngươi không phải gửi qua bằng hữu vòng sao. Trước ta còn nói tìm cơ hội đồng thời ăn một bữa cơm đây. Nhìn thấy Tống Hữu Giang không có trả lời, lộ trạch hỏi. Có phải là muốn kết hôn, trù bị hôn lễ khuyết điểm tiền? Lộ trạch rõ ràng Tống Hữu Giang điều kiện. Hắn xuất thân từ tỉnh ngoài nông thôn, trong nhà có hai cái huynh đệ cha mẹ cung dưỡng hắn học xong đại học, cũng đã rất không dễ dàng. Chuyện kết hôn, trong nhà xác thực căn bản không giúp được gì. Mà Tống Hữu Giang sau khi tốt nghiệp vẫn kiên trì làm quê media. Ở Ma Đô cái thành phố này, mỗi tháng thu vào nuôi sống chính mình cũng có khó khăn. Muốn trù bị hôn lễ. Trên căn bản là khó càng thêm khó. Ta cùng với nàng đã biệt ly. Tống Hữu Giang mắt ứa lệ, ta đi qua nàng nhà, nhà nàng muốn ta nắm 50 vạn lễ hỏi, thiếu một phân đều không đồng ý chúng ta kết hôn. 50 vạn. Lộ trạch cả kinh. Đây đối với Tống Hữu Giang tới nói, căn bản là cái con số trên trời. Làm sao không theo chúng ta mấy cái huynh để thương lượng một chút? Lộ trạch hỏi, mọi người cùng nhau tập hợp một tập hợp lời nói, nói không chắc sự liền xong rồi. Tống Hữu Giang lắc lắc đầu. Trạch ca, tình huống của ngươi người khác không rõ ràng, ta còn không rõ ràng lắm sao ta coi như cả đời đánh lưu manh cũng không thể hướng về ngươi mở cái miệng này vì không náo đến ta một mình ngươi chuyển đi ra bên ngoài trụ tiền thuê nhà quý không ít ngươi trực tiếp một tháng kiếm những người tiền liền ăn cơm trả tiền thuê nhà đều khó khăn dưới tình huống này ta làm sao có khả năng hướng về ngươi mở miệng tập hợp tiền tống hữu giang lần thứ hai mở ra một chai bia lão nhị lão tứ bọn họ ở ngoài địa công tác cũng không khá hơn chút nào. Tuy nói nhà bọn họ điều kiện tốt, thế nhưng ta cũng không thể nhân vì là chuyện của chính mình, để bọn họ hướng đi trong nhà mở miệng. Ta tống hữu gian lại vô dụng, cũng sẽ không làm như thế không cần mặt mũi sự tình. Ta nghe nói Bình Bình lại nộp cái bạn trai mới, điều kiện rất tốt, bọn họ thường xuyên đến này quán cơm ăn cơm. Vì lẽ đó ta cũng thường thường quá tới nơi này ăn cơm, nhìn có thể hay không đụng tới bọn họ. Tống Hữu Giang đem bia ly đổ đầy, sau đó uống một hơi cạn sạch, hai chúng ta huynh đệ cũng đã lâu không tụ, vì lẽ đó đã nghĩ gọi ngươi một khối lại đây uống rượu. Thiếu niên từng hứa lăng vân chí, làm sao sinh hoạt cực khổ cưỡng chế đâu? 50 vạn lễ hỏi. Vô luận là ở đâu tòa thành thị, này đều là giá trên trời lễ hỏi. Lộ Trạch vỗ vỗ Tống Hữu Giang vai, sau đó lần thứ hai với hắn đụng vào cái ly một bình rưỡi rượu vào bụng, tống hữu gian sắc mặt ửng đỏ. Hắn nhìn phía tiệm cơm cửa, một đôi nam nữ thân ảnh nhất thời chiếm đầy hắn toàn bộ con ngươi. Bình bình. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới. Nam Âu phục dày da, chải lên đại lưng dầu đầu, trên tay thưởng thức một cái pot chờ chìa khóa xe. Nữ trang điểm đậm diễm mạc, trên người từ trên xuống dưới đầy rẫy các loại vật chất thương mại logo. Đây là đặng bình bình cùng với nàng bạn trai mới lộ trạch hỏi. Tống Hữu Giang gật gù, nhìn phía Đặng Bình Bình trong ánh mắt nhưng có mấy phần thấp kém chờ đợi. Lộ trạch khẽ cau mày, sau đó lập tức hướng về phía hai người mở ra chân thực chi nhãn. Nhìn thấy hai người cụ thể tin tức cùng với bí mật sau. Lộ trạch môi khẽ nhất, cả kinh cầm đều muốn rớt xuống. Thực sự là một đôi. Trời đất tạo nên kỳ hoa. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5 Cho các anh em chỉnh điểm mới mẻ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Họ tên Đặng Bình Bình, tuổi tác 30, chức vụ Không nghề nghiệp, bí mật một Đặng Bình Bình đối ngoại tuyên xưng chính mình 22 tuổi, trên thực tế nạn đã 30 tuổi. Bí mật 2 Đặng Bình Bình chỉ có trung học cơ sở bằng cấp, tìm người làm một cái khoa chính quy giấy chứng nhận giả, nói dối chính mình là tốt nghiệp đại học. Bí mật 3 Đặng Bình Bình cực hư vinh, trung học cơ sở lúc từng ăn trộm bạn cùng phòng tiền đi mua điện thoại di động. Bí mật 4 Đặng Bình Bình tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau đó, trước sau đến quá 4 lần hôn, bắt được lễ hỏi sau liền tìm các loại lý do lấy ra bạn trai vấn đề, bức bách bạn trai biệt ly. Bí mật 5 Đặng Bình Bình này một chuỗi lớn bí mật nhìn ra lộ trạch hoa cả mắt. Bảy chuyện này. Rõ ràng chính là một cái tội phạm lừa đảo A. Dựa vào lừa gạt hôn đến thu được lễ hỏi. Tuổi tác là hư báo. Bằng cấp là làm giả. Theo người yêu đương đính hôn, cũng thuần túy là chạy lừa gạt lễ hỏi quá khứ. Không trách mở ra 50 vê đúc giá trên trời lễ hỏi. Một khi nhà trai thật sự cho xong lễ hỏi, hai người đính thành hôn ngủ qua. Đặng Bình Bình lại các loại lấy ra nhà trai tật xấu, sau đó nhân cơ hội biệt ly. Như vậy nhà trai lễ hỏi 89 phần 10 căn bản nếu không trở lại. Đối với Đặng Bình Bình những bí mật này, Tống Hữu Giang hiển nhiên vẫn luôn chẳng hay biết gì. May hai người đã biệt ly. Không phải vậy Tống Hữu Giang e sợ sẽ bị nàng lừa gạt đến xâm nhà đáng sản. Nghĩ đến bên trong, Lộ Trạch nhìn phía Đặng Bình Bình bên người nam nhân tin tức. Họ tên. Quách Thành Cương, tuổi tác. 28. Nghề nghiệp Không nghề nghiệp, bí mật một. Quách Thành Cương gia cảnh bần hàng, nhưng đối với ở ngoài tuyên xưng chính mình là con nhà giàu. Bí mật 2 Quách Thành Cương thoát chờ là thuê, một ngày tiền thuê 1.200, taxi tiền cũng là mượn. Bí mật 3 Quách Thành Cương là hói đầu, mang trên đầu chính là tóc giả. Bí mật 4 Quách thành cương tay trái dẫn theo một khối Rolex cao phản đồng hồ giả, là hắn ở cá ướp muối trên 200 khối mua hàng đã xài rồi. Bí mật 4 Quách thành cương dựa vào con nhà giàu thân phận, lấy người nhà sinh bệnh, trong tay tài chính ở hoạt động quay vòng không ra vì lý do, trước sau lừa gạt mấy chục danh nữ tính tiền tài, thu lợi tài chính lên đến mấy trăm ngàn, nhưng đều bị hắn tiêu xài đi. Bí mật 5 Quách thành cương là ba dây cây tâm nam, dựa cả vào thuốc duy trì cùng đặng bình bình như thế quách thành cương bí mật nhiều đến mấy chục điều lộ trạch suýt chút nữa thấy hoa mắt hai người này quả thực là ông trời tác hợp cho một cái thấp bằng cấp cao tuổi lừa gạt hôn nữ nhân cặn bã một chỗ bên trong hải trang phú lừa gạt tiền nam điểu ti hai người quả thực xứng đến không nói nói lộ trạch thậm chí đang suy nghĩ hai người này lẫn nhau tính toán đến cuối cùng ai có thể cười nói cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương. Lão Tam Lộ trạch sớm cho Tống Hữu Giang đánh tề dự phòng châm, một hồi mặc kệ phát sinh cái gì, đều muốn trấn định, hiểu không? Tống Hữu Giang hơi nghi hoặc một chút địa nhìn lộ trạch một ánh mắt. Sau đó gật gù. Ở trong túc xá, hắn cùng lộ trạch quan hệ tốt nhất. Hắn phi thường rõ ràng, lộ trạch nhất định sẽ không hại chính mình. Nhà, ngươi sao lại ở đây? đặng bình bình kéo quách thành cương cánh tay một bộ chim nhỏ nép vào người dáng vẻ hạnh phúc ta cùng bằng hữu ta tới đây uống rượu tống hữu giang cúi đầu nói nơi này tiêu phí có thể không thấp một bữa cơm đến hơn bách ngươi tỉnh điểm đừng nửa tháng sau liền tiền cơm đều không có đặng bình bình trong miệng tràn đầy chăm chọc chi vị nhìn thấy một bên lộ trạch sau nàng ánh mắt nhanh chóng quét qua bên cạnh ngươi vị này chính là lộ trạch trước đây từng nói với ngươi, ta bạn học thời đại học, cũng là ta huynh đệ tốt. Tống Hữu Giang đáp lại nói. Chính là cái kia không người nào xem tiểu streamer a. À? Đặng Bình Bình nhanh chóng đánh giá lộ trạch trên người ăn mặc. Thầm nghĩ. Dài đến đúng là rất xoái, đáng tiếc là cái tiểu tử nghèo. Xác định lộ trạch không là người có tiền gì sau. Trong miệng nàng ngữ khí càng khinh bỉ lên. Rảnh rỗi nhiều nghĩ biện pháp kiếm chút tiền, đừng từ sáng đến tối cùng chút không tiền đồ bằng hữu uống rượu nàng đưa tay giới thiệu bên cạnh quách thành cương giới thiệu một chút vị này chính là ta bạn trai mới quách thành cương cha hắn ở thành phố chúng ta bên trong mở ra một nhà internet công ty có người nói chẳng mấy chốc sẽ ra thị trường quách thành cương cũng là một mặt ngạo nghễ địa thu dọn một hồi cổ áo đầy mặt tự hào a à, hiện ở trong nước ra thị trường công ty nhiều vô số kể công ty chúng ta cũng không có gì để nói nhiều. Hiện nay dự đoán giá trị thị trường cũng là mấy chục tỷ đi. Cha ta tuổi cũng lớn hơn, hiện tại đã cơ bản đem quyền quản lý ở hướng về ta dời đi giao tiếp. Vì sự nghiệp ổn định, ta cùng bình bình chẳng mấy chốc sẽ đính hôn. Quách Thành Cương làm bộ xem thời gian, lơ đẳng địa lộ ra ống tay áo đồng hồ. Thời gian đại khái ngay ở dưới cái lễ bái hai, các ngươi nếu có rảnh rỗi cũng tới phủng cổ đồng. Nghe hai người một sướng một họa địa khoe khoang thổi phồng. Tống Hữu Giang cúi đầu, buồn buồn uống một chén rượu. Các anh em, trước xem ta đối phó cái kia tội phạm lừa đảo mọi người xem đã nghiền đúng không? Ngày hôm nay cho đại gia chỉnh điểm mới mẻ, lần này cần đối phó đồng dạng là tội phạm lừa đảo, nhưng đẳng cấp so với trước tội phạm lừa đảo muốn cao hơn không ít. Lộ Trạch không biết lúc nào đã mở ra điện thoại di động bắt đầu rồi trực tiếp mới vừa vừa phát sóng phòng trực tiếp bên trong lại cũng đã tràn vào mấy ngàn tên online khán giả làm đến sớm không bằng đến đúng lúc streamer mới vừa phát sóng ta vừa vặn liền đi vào xem bao quanh video dẫn lưu tới được đây chính là trong truyền thuyết dọa đến tội phạm lừa đảo báo cảnh tự thú streamer sao làm sao dài đến như thế soái xác định không đi sai cái này chẳng lẽ không phải ngô ngàn tổ phòng trực tiếp sao streamer đây là ở cảng bữa tiệc Trước mặt một nam một nữ kia là tội phạm lừa đảo. Cái kia nam cầm trong tay thật giống là chờ chìa khóa xe, nhìn qua không đơn giản a à? Lượng lớn màn đạn để lộ trạch trong lúc nhất thời có chút bừng tỉnh. Làm sao mới vừa phát sóng? Liền nhiều người như vậy. Lộ trạch liếc nhìn một ánh mắt phòng trực tiếp gốc trên bên phải. Mẹ nó! Chính mình phòng trực tiếp đặt mua lượng lúc nào đã đạt đến hơn 20 vạn lần trước off stream trước, chính mình nhớ tới đặt mua lượng rõ ràng mới hai vạn A. À. Liền như thế một chút thời gian. Phiên gấp 10 lần. Các anh em, đánh bóng con mắt của các ngươi, lừa dối ở khắp mọi nơi, streamer vậy thì cho các ngươi vạch trần chân tướng. Lộ trạch đưa điện thoại di động treo ở trước ngực. Còn cách cái kia chơi đùa ngươi phá trực tiếp đây. Đặng bình bình trên mặt vẽ chăm chọc càng tăng lên liền ngươi phòng trực tiếp bên trong cái kia mười mấy hai mươi điểu tiên nghèo, có thể nuôi sống ngươi. Không tên bị đặng bình bình dán lên điểu tiên nghèo nhãn mát. Trong đám nằm cũng trúng đạn khán giả nhất thời quần tình kích phẫn lên. Một ít mới tới khán giả cũng tự động đứng ở lộ trạch bên này. Điểu tiên nghèo. Lão tử trong nhà quan trăm vạn cấp bậc xe thể thao liền hơn 10 đại. Chúng ta nuôi không hoạt streamer. Liền dựa vào chúng ta phòng trực tiếp này mấy vạn người, một người soạt mấy trăm khối đều có thể đem nhân vật chính soạt đến giá trị bản thân hơn 10 triệu. Streamer, cô gái này vừa nhìn liền không phải người tốt, mau mau vạch trần nàng. Bên cạnh cái kia con nhà giàu phỏng chừng cũng không phải thập thứ tốt, xem trước hắn cái bọc kia bức dáng vẽ liền làm người ta ghét. Ta nội tâm thành thực ngọn lửa đã bị nhen lửa, những này tội phạm lừa đảo nhìn liền tức giận, streamer mau mau vạch trần bọn họ. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6 Hai người Đánh tới đến rồi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ta có thể hay không nuôi sống chính mình, không nhọc ngươi bận tâm. Lộ trạch khóe miệng khẽ nhất, trọng yếu chính là, bên cạnh ngươi cái này giả con nhà giàu có thể hay không nuôi sống ngươi. Giả con nhà giàu. Đặng Bình Bình tự hồ cũng không tin tưởng. Nàng nhìn Quách Thành Cương trong tay bót chờ chìa khóa, làm bộ thâm tình nói. Cái khác thì thôi là người không có đồng nào, ta cũng sẽ với hắn sống hết đời. Quách Thành Cương sắc mặt thay đổi. Lập tức lập tức giả bộ tức giận nói. Lão tử mở bót chờ, trên tay một cái đồng hồ ngươi tồn một năm tiền cũng không mua nổi. Ngươi nói lão tử là giả con nhà giàu. Ngươi thuê xe này bót chờ 718, một ngày tiền thuê là 1.200 khối. Lộ Trạch vẫy một cái lông mày, taxi điếm lão bản là bằng hữu ta. Còn có trên tay ngươi khối này roulette, cao phản, trị không được vài đồng tiền. Hiểu việc người một ánh mắt liền có thể nhìn ra, hơn nữa ngươi cái kia biểu nhìn liền mang quá rất nhiều năm. Cao phản thì thôi, ngươi vì đồ tiện nghi lại còn mua cái hai tay. Đi ra hỗn liền trang bị đều không nỡ lòng bỏ mua tân, tên lừa đảo mặt đều bị ngươi mất hết. Lộ trạch hướng về phía Đặng Bình Bình nói. Ngươi nếu như không tin, liền mở ra hắn điện thoại di động bên trong cá ướp muối, bên trong có ghi chép. Nghe được lộ trạch chắc chắn như thế ngữ khí. Đặng Bình Bình mặt soạt địa hát lên. Nhìn thấy một bên quách thành cương cũng bách vẽ mặt, trong lòng nàng cũng không khỏi hồi hộp một tiếng. Chẳng lẽ nói. Hắn thật hay giả con nhà giàu. Lão nương đánh cả đời săn. Quay đầu lại dĩ nhiên để ưng mổ vào mắt. Mở ra điện thoại di động ngươi cá ướp muối, ta xem một chút ghi chép. Đặng Bình bình ngữ khí bắt đầu trở nên không thích. Nhìn thấy Quách Thành Cương uống éo xoa bóp không muốn phối hợp giáng dấp, Đặng Bình bình trực tiếp bắt đầu muốn cướp điện thoại di động, nhưng Quách Thành Cương trực tiếp đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Ngươi trực tiếp quan hắn tóc, hắn là cái đầu trọc, tóc cũng là giả. Lộ Trạch trực tiếp bù đắp một đao. Nghe vậy, Đặng Bình Bình nắm lấy quách thành cương tóc mạnh mẽ một quăng. Trong tay nàng quả nhiên có thêm đỉnh đầu đen thui bộ tóc giả. Mà quách thành cương đỉnh đầu, một đám lớn trọc lóc da đầu đập vào mi mắt. Không có bóng loáng tỏa sáng đầu kiểu undercut tóc giả, quách thành cương cả người nhìn qua già đi 10 tuổi không ngừng. Quả thực xem một cái đầy mở hèn mọn đại thúc. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp bên trong một đám các cư dân mạng hoang hô lên. Mẹ nó, ta còn thực sự cho rằng này nằm chính là cái con nhà giàu, không nghĩ đến xe là thuê, đồng hồ là giả, tóc cũng là giả. Streamer trâu bò a, à, tình báo đủ đầy đủ. Ta vừa nhìn liền cảm thấy đôi trai gái này không là đồ gì tốt, quả không phải vậy. Streamer đừng ngừng, vội vàng đem cái kia nữ cũng lộ ra ánh sáng. Ta thừa nhận, ta là cái tục nhân, ta liền thích xem loại này náo nhiệt. Các anh em băng ghế nhỏ dựng thẳng lên đến, hạt dưa đồ uống chuẩn bị tốt. Mặt sau phỏng chừng còn có đại qua. Phòng trực tiếp nhân khí điên cuồng dâng lên. Không ít vây xem dân mạng dồn dập mà cho lộ trạch soạt nổi lên lễ vật. Nhưng tất cả những thứ này lộ trạch cũng không biết. Ngươi lại đúng là giả con nhà giàu. Liền tóc đều không có. Điện thoại di động tại sao không dám đưa cho ta xem. Nhìn thấy đặng bình bình một bộ hưng binh vấn tội gián dấp, Quách Thành Cương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đặng Bình Bình nhưng là không ngừng lôi kéo Quách Thành Cương túi quần, một bộ không bắt được điện thoại bỏ qua dáng dấp. Cùng lúc đó, Lộ Trạch nhưng là đột nhiên đem đầu mâu chuyển hướng Đặng Bình Bình. Ngươi cũng đừng chỉ chỉ trích hắn, ngươi rõ ràng 30 tuổi, nhưng nói dối chính mình 22 tuổi. Lời vừa nói ra, Đặng Bình Bình tay nhất thời cương ở giữa không trung. Quách Thành Cương cũng từ vừa mới bắt đầu quẩn bách lúng túng, trở nên một mặt phẫn nộ lên. Ngươi đạp mã lại 30 tuổi. Lão tử năm nay mới 28, ngươi cái bò già lại ăn ta cỏ non. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Đặng bình bình trước hung hăng kiêu ngạo quét đi sạch sành xanh. Cả người cũng biến thành vẻ mặt hoang mang lên. Người ta mới mới vừa tốt nghiệp đại học. Làm sao có khả năng 30 tuổi? Đặng Bình Bình một mặt vội vàng nhìn Quách Thành Cương trước ngươi xem qua ta chứng chỉ bằng cấp, ta năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học A. Ngươi liền trung học phổ thông đều không thi đậu, lại còn có cơ hội học đại học. Lộ trạch một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn dáng dấp nói. Chứng chỉ bằng cấp dùng mấy khối tiền mua. Học tính vừa rồi trạm mở ra, để chúng ta nhìn ngươi học tịch tin tức. Học tính mạng là cái gì? Đặng Bình Bình trợn to hai mắt. Lộ trạch này một chiêu, trực tiếp tuyệt sát Đặng Bình Bình học tính mạng lại chỉ giáo dục cao đẳng học sinh mạng lưới tin tức. Là bộ giáo dục chỉ định bằng cấp tuần tra duy nhất trang web. Phần lớn trường học trung học cơ sở cùng trung học phổ thông bằng cấp không network, học tính mạng căn bản không thu nhận. Nàng căn bản không có đi học đại học, học tính trong lưới căn bản không tra được tin tức của nàng. Thậm chí, nàng căn bản liền học tính mạng là cái gì cũng không biết. Nhận ra được lộ trạch, Tống Hữu Giang cùng với một bên quách thành cương ánh mắt quái dị sau. Đặng Bình Bình ý thức được chính mình giả bằng cấp sự tình bị vạch trần. Nàng có chút hoảng sợ nhìn phía lộ trạch. Trước mắt người này tự hồ đối với chính mình nội tình hiểu rõ vô cùng. Ta xác thực không từng đọc đại học. Biết mình không giả bộ được, Đặng Bình Bình trực tiếp đến rồi chiêu bỏ xe bảo vệ soái. Thế nhưng người ta đều còn chưa kết hôn, hơn nữa ngươi xem ta dáng vẻ xem 30 tuổi sao có giống hay không? Ngươi liếc mắt nhìn thẻ căn cước của nàng chẳng phải sẽ biết. Lộ trạch lần thứ hai bù đau. Nghe vậy, Quách Thành Cương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách ngươi xưa nay đều không cho ta xem thẻ căn cước của ngươi. Ngươi vẫn nói ngươi 22 tuổi. Vậy ngươi đem thân phận ngươi chứng móc ra, để ta liếc mắt nhìn. Đặng bình bình sắc mặt lúng túng. Ta. Ta không mang. Nghe vậy, Quách Thành Cương càng xác thực tin Đặng Bình Bình số tuổi thật sự là 30 tuổi. Thật ngươi cái lão bà, già đầu đặc này theo ta trang nộn muội. Quách Thành Cương nổi trận lôi đình, ngày hôm nay không ra này việc sự, lão tử suýt chút nữa liền đè lên ngươi đạo. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp bên trong nhiệt độ lại lần nữa tăng vọt. Streamer chân thần. Đây là sớm làm tốt bài tập. Lưng điều quá hai người này nội tình. 30 tuổi trang 22 đến câu kẻ ngốc, nữ nhân này thật là trâu bò a. À? Bằng cấp cũng là giả. Làm sao hai người bọn họ cái gì đều là giả? Hai người này thực sự là trời đất tạo nên a. À? Vốn tưởng rằng là con nhà giàu mang nộn mùi lại đây khoe khoang trang bức, không nghĩ đến hai cái đều là cực phẩm a, à? này nội tình cũng là không ai. Đột nhiên bị chọc thủng chính mình nội tình, đặng bình bình cả người đều có chút bối rối. Đối mặt quách thành cương phẫn nộ chỉ trích nàng cả người đều có chút trung lẫy bẫy. Hắn giả vờ con nhà giàu ngươi đã quên. Lộ trạch ở một bên quạt gió thổi lửa. Hắn đi cùng với ngươi, chính là chuẩn bị lừa ngươi tiền, trước hắn dựa vào chiêu này đã lừa gạt không ít ngươi. Lời ấy trong nháy mắt đánh thức đặng bình bình. Nàng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cả người cũng một mặt hỏa khí. Suýt chút nữa đã quên, ngươi đạp mã lại dám lừa gạt lão nương trước ngươi nói cha ngươi thân thể không tốt nằm viện, cần thanh toán tiền nằm bệnh viện. Còn nói công ty gì tài chính đều dùng với vận doanh, để ta mượn ngươi một vê đúc ứng ra tiền thuốc thang. Cảm tình ngươi đạp mã đều là gạt ta. Ngươi lại lừa gạt tiền của lão nương. Nhìn thấy cục diện hỏa thế càng thiêu càng mạnh, lộ trạch tiếp tục tưới dầu lên lửa, quay đầu nhìn về quách thành cương. Nàng cũng lừa ngươi tới, nàng có phải là hỏi ngươi muốn mấy trăm ngàn lễ hỏi tiền? nàng đã đính quá bốn lần hôn dựa vào cái này thủ đoạn mò không ít tiền lời vừa nói ra nhất thời đem toàn bộ cục diện đẩy hướng về phía gây cấn tột độ đạp mã ngươi lại còn muốn lừa gạt lão tử lễ hỏi biết đặng bình bình là cái ba mươi tuổi đính quá bốn lần hôn lão bà sau quách thành cương cả người càng là giận không nhịn nổi hai người lẫn nhau chỉ vào đối phương chửi ầm lên ngươi tới ta đi nước bọt đầy trời cất cánh ở như vậy kịch liệt tình cảnh dưới. Sau một khắc, không khống chế được táo bạo tâm tình hai người một lời không hợp. Trực tiếp động thủ lên. Lại đánh tới đến rồi. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẻ trái. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Hai cái tội phạm lừa đảo điên cuồng tự bạo nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Các anh em, trước mặt hai người loại này quyền qua cước lại động tác, chúng ta tuyệt đối không nên học tập. Đánh nhau ẩu đã thuộc về hành động trái luật. Chúng ta đều là thế kỷ 21 thủ pháp thật công dân, muốn làm tuân thủ pháp luật năng lượng tích cực người trẻ tuổi. Lộ trạch đàng hoàng trịnh trọng địa hướng về phía phòng trực tiếp bên trong khán giả nói. Phòng trực tiếp bên trong màn đạn bay đầy trời. Mẹ nó, hai cái tội phạm lừa đảo lại mở làm. Đều là tính tình trung tâm người, một lời không hợp liền đánh nhau. Thượng câu quyền, ai, cắn hắn. Không thẹn là năng lượng tích cực streamer, thời điểm như thế này đều không quên cho chúng ta đoàn người phổ pháp. Cùng lúc đó, một xe cảnh sát ngừng ở cửa tiệm. Hai tên mặc đồng phục lên cảnh sát đi đến hiện trường. Thình linh chính là trước cho lộ trạch đưa cờ thưởng lục tùng cùng dương cảnh hai người. Lục đội trưởng lộ trạch hướng về phía hai người hỏi thăm một chút ở phát sóng trước hắn đã sớm báo cảnh lại là ngươi lục tùng có chút ngoài ý muốn nhìn lộ trạch là người báo cảnh gọi có tội phạm lừa đảo liền ở bên cạnh đây lộ trạch chỉ chỉ một bên quyền cước lẫn nhau hai người cùng lúc đó chính đang ẩu đã hai người đã đánh cho cấp trên quách thành cương mấy quyền liền đem đặng bình bình viền mắt đánh sưng đặng bình bình càng là tay chân hàm răng cùng sử dụng gặm đến quách thành cương cả người là nhà vết máu hai tên cảnh sát lập tức ngăn lại chính đang ẩu đã quách thành cương cùng với đặng bình bình hai người cảnh sát đồng chí ta muốn báo cáo hắn lấy người nhà sinh bệnh vì là do lừa ta một vạn đồng tiền mặt đặng bình bình thẳng tắp địa chỉ vào quách thành cương vẻ mặt hận không thể nuốt sống hắn ngươi cùng ta đùa thật nhìn thấy đặng bình bình tiên phát chế nhân báo cáo chính mình Quách Thành Cương hai mắt sung huyết. Dưới sự tức giận, Quách Thành Cương trực tiếp mở ra tự bạo hình thức. Cảnh sát đồng chí, ta nhìn lén quá điện thoại di động của nàng, nàng trong ngày thường không có chuyện gì liền đi làm rượu thác, lừa gạt người khác tiêu phí. Ngươi cẩu nhật. Đặng bình bình nhất thời não tác động mạch. Biết Quách Thành Cương muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, nàng cũng triệt để liều mạng. Ta mấy ngày trước nhìn thấy hắn tiêu phí ghi chép, hắn đi gặp chơi gái còn đạp mã một lần điểm hai cái hai người không ai phục ai mở ra chó điên giống như tự bạo hình thức kinh bạo tin tức một cái tiếp theo một cái lục tùng mở ra điện thoại di động ghi âm dương cảnh càng là trực tiếp móc ra giấy bút đem hai người đối thoại nhanh chóng ghi chép xuống một lát sau hai người đem đối phương gốc gác đều lộ ra ánh sáng đến gần đủ rồi nhưng nhìn lẫn nhau trong ánh mắt vẫn là ánh lửa vạn trượng được rồi hai người các ngươi tội ác vẫn đúng là không ít lục tùng kết thúc ghi âm sau đó trực tiếp từ bên hông lấy ra còng tay được rồi chính mình còng lên đi theo ta trở về cục cố gắng bàn giao rõ ràng chi tiết nhỏ đem hai người khóa lại đưa lên xe cảnh sát sau lục tùng đi đến lộ trạch trước mặt lần thứ hai hướng về phía hắn chào một cái lộ tiên sinh phi thường cảm tạ ngươi lục tùng hướng về phía lộ trạch chào một cái lộ trạch một cú điện thoại, lại để cho hắn không tốn sức chút nào để bắt được hai cái việc xấu đầy rẫy tội phạm. Lục đội trưởng khách khí. Lộ trạch đồng dạng đáp lễ, ta chỉ là một cái năng lượng tích cực người bình thường, nhìn thấy bất công nghĩa người hoặc sự, ta liền muốn đứng ra báo cáo. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp bên trong bầu không khí triệt để đẩy tới đỉnh điểm. Nhìn thấy bất công nghĩa người hoặc sự, ta liền muốn đứng ra. Streamer trâu bò ngươi là ta thần tượng. Lệ mục. Đây thực sự là ta đã thấy tối năng lượng tích cực streamer. Streamer quả thực là phạm tội khắc tinh, đi tới chỗ nào, nơi nào thì có tội phạm tự chui đầu vào lưới. Trâu bò hỏng rồi, xã hội liền cần như vậy năng lượng tích cực streamer. Nhìn theo xe cảnh sát sau khi rời đi, lộ trạch nắm lên điện thoại di động của mình. Hắn con ngươi khẽ nhất. Liền như thế ngăn ngắn mười mấy phút, chính mình đặt mua số lượng lại lần nữa tăng vọt hơn 10 vạn, đã đạt đến hơn 30 vạn. mà online quan sát nhân số càng là đột phá 15 vạn, lưu lượng mật mã, thỏa thỏa lưu lượng mật mã. nguyên lai like làm năng lượng tích cực streamer và trần lừa dối có thể như vậy để được hoan nghênh. ngay ở trước mặt 15 vạn online nhân số, lộ trạch vẫn như cũ là không chào hỏi, trực tiếp đóng trực tiếp ngược lại lần trước đã từng làm như thế. Đã như vậy, vậy thì cá tính đến cùng đi. Cùng lúc đó, một bên tống hữu gian tận mắt nhìn vừa nãy cái kia một hồi trò khôi hài. Thanh tựu Đặng Bình Bình đã từng bạn trai cũ. Hắn căn bản không nghĩ đến, Đặng Bình Bình sau lưng thì ra là như vậy người. Nàng cư nhiên đã có 30 tuổi. Mỗi ngày hóa tinh xảo trang, lại buổi tối chạy đi làm rượu thác lừa gạt tiền. Hơn nữa trước muốn chính mình nắm 50 vạn lễ hỏi, chỉ là vì lừa gạt hôn mà thôi. Nếu như mình thật sự chung quanh vay tiền đi tập hợp, ngày sau đặng bình bình đem mình bỏ rơi, những người tiền chính mình tán gia bại sản cũng còn chưa lên. Cỡ nào rắn rết tâm địa. Nhớ lúc đầu, Tống Hữu Giang vì theo đuổi đặng bình bình, mỗi ngày phí hết tâm tư địa lấy lòng. Hầu như có thể được xưng là là liếm cẩu. Sau đó là đặng bình bình trong nhà lễ hỏi thực sự muốn được quá cao, bằng không Tống Hữu Giang coi như đập nồi bán sắt, cũng sẽ đi tập hợp lễ hỏi tiền. Nếu như không phải lộ trạch trực tiếp vạch trần tất cả những thứ này. Tống Hữu Giang đến hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Đặng Bình bình rõ ràng chính là một cái trần trụi tội phạm lừa đảo. Ta thật là một ngu ngốc. Tống Hữu Giang không nhìn được tác mình một cái. Lộ trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, đều qua. Trên thế giới này lừa dối, hình thức nhiều kiểu nhiều loại nhưng mục đích của bọn họ đều giống nhau đều là lợi ích lộ trạch trực tiếp cầm lấy một bình rượu cùng tống hữu giang đụng vào một ly sau đó cảnh giác cao độ là tốt rồi ngày kế tỉnh lại sau giấc ngủ lộ trạch phát hiện điện thoại của chính mình bị đánh nổ mười mấy chưa tiếp điện báo hơn nửa dãy số tất cả đều không giống nhau lộ trạch bởi vì quanh năm nhận được lừa dối điện thoại quấy rầy trước khi ngủ đều sẽ đưa điện thoại di động im lặng hoặc là tắt máy. Bởi vậy những này điện thoại hắn một cái đều không nghe. Nhanh chóng nhìn lướt qua điện báo dãy số. Phần lớn đều là không có ghi chú xa lạ điện báo. Chỉ có một mã số có chuẩn bị chú. Ghi chú tên xưng phải thương mại điện tử tôn lão bản. Lộ trạch ánh mắt sáng ngời. Cái này tôn lão bản ở vài đồ gia dụng thương bình đài đều mở có lưới điếm đồng thời quán nét quy mô lớn vô cùng mỗi tháng doanh thu độ đều ở bình đại bản danh sách có tiếng chính mình đã từng mấy độ gọi điện thoại cho hắn hy vọng có thể cùng đối phương ký kết livestream bán hàng hợp đồng nhưng đối phương ghét bỏ hắn fans khối lượng cơ thể quá nhỏ livestream bán hàng năng lực quá kém bởi vậy vẫn không để ý đến quá chính mình ngày hôm nay tôn lão bản dĩ nhiên chủ động gọi điện thoại cho mình hiển nhiên là vừa ý chính mình gần đây lưu lượng tăng vọt chứ có điều này cũng không có gì đáng trách. Làm ăn, vốn là đồ cái buôn bán lợi nhuận. Chính mình không có lưu lượng, không cách nào cho thương gia mang đến lợi nhuận, người khác dựa vào cái gì hợp tác với ngươi. Ken ken ken. Chuông điện thoại di động lần thứ hai vang lên. Điện báo ghi chú thình lình biểu hiện thương mại điện tử Lý Lão Bản tên. Đến. Không chỉ là tôn lão bản, Lý Lão Bản cũng tìm đến mình hợp tác rồi một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8 Mẹ nó Thật dày da Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Xin hỏi là lộ tiên sinh sao? Là ta Ta là Lý Trường Hồng Ta quan tâm đến ngươi phòng trực tiếp gần nhất lưu lượng rất cao, cho nên muốn mời ngài hợp tác với chúng ta quả nhiên lộ trạch nội tâm vui vẻ các lão bản đều tìm chính mình livestream bán hàng đến rồi ở bây giờ internet bình đài trực tiếp livestream bán hàng đang đứng ở đầu gió những người đỉnh chấp livestream bán hàng streamer mỗi ngày livestream bán hàng doanh thu đều là ngàn vạn cất bước bọn họ liền dựa vào mấy người một cái nho nhỏ phòng trực tiếp mỗi ngày tiêu lượng hàng thậm chí có thể vượt qua một nhà loại cỡ lớn cửa hàng bách hóa. Nếu như mình có thể trở thành một tên livestream bán hàng streamer, đem chính mình hiện nay cuồn cuộn không ngừng tăng trưởng số fans lượng tiến hành biến hiện. Như vậy muốn kiếm tiền, vậy hãy cùng ăn cơm đi ngủ như thế đơn giản. Cùng trước tôn lão bản như thế, Lý Trường Hồng đồng dạng là thương mại điện tử giới nhà giàu. Chủ đẩy chính là hoa quả loại nông sản phẩm. Lần đầu hợp tác, chúng ta trước tiên thử vận doanh ba loại sản phẩm cụ thể hợp đồng cùng với thoại thuật tư liệu những này ta đã phát đến ngươi trong hòm thư nếu như ngươi cảm thấy đến không thành vấn đề lời nói ta vậy thì ký một điểm hàng mẫu quá khứ làm thành chuyện làm ăn người lý trường hồng tốc độ nói cực nhanh không thành vấn đề lộ trạch cũng không có quá nhiều cân nhắc có thể có cùng loại này thương mại điện tử nhà giàu hợp tác phát tài cơ hội còn cân nhắc cái gì cúp điện thoại sau, lộ trạch đăng nhập chính mình hồng thư. Bên trong quả nhiên có Lý Trường Hồng phát tới hợp tác thỏa thuận văn kiện. Đơn giản xem qua một trận, cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần lần đầu trực tiếp livestream bán hàng hiệu quả tốt, đến tiếp sau Lý Trường Hồng liền sẽ phái người lại đây ký kết chính thức hợp đồng. Mà Lý Trường Hồng thành tựu hàng hiệu thương gia, giàu nước đố đổ vách. Hợp đồng bên trong trực tiếp cho thấy, chỉ cần livestream bán hàng lượng đạt tiêu chuẩn, ngoại trừ livestream bán hàng lợi nhuận chia làm bên ngoài lý trường hồng còn nguyện ý ngoài ngạch thanh toán nhất định mức tiền mặt thành tựu lộ trạch mỗi lần trực tiếp phí dịch vụ cụ thể mức ngày sau chính thức hợp đồng bên trong gặp quyết định nói cách khác chỉ cần livestream bán hàng thành công trừ ra chia làm thu được thu vào bên ngoài lộ trạch chỉ cần phát sóng liền có thể có tiền kiếm nhìn trong máy vi tính hợp đồng lộ trạch càng cảm thấy đến có mấy phần không chân thực trước đây không lâu, chính mình vẫn là một cái căn bản không ai xem, cũng không có thương gia hợp tác tầng dưới chót tiểu streamer. Không nghĩ đến ngăn ngắn thời gian hai ngày, chính mình dĩ nhiên lắc mình biến hóa. Trở thành nóng bỏng tay, thương gia tranh nhau mời livestream bán hàng đại streamer. Lúc xế chiều, lộ trạch thu được Lý Trường Hồng ký đến livestream bán hàng thương phẩm. Mấy cái phi thường tinh xảo quả vali trang. Một trương thanh mang, một trương dứa một trương quả táo. Lộ trạch đơn giản đem mấy cái rương mở ra. Bên trong chỉnh tề địa bày ra sắp xếp chỉnh tề, vẻ ngoài tinh xảo hoa quả. Nhìn qua đều rất tốt. Lộ trạch hài lòng gật gù. Căn cứ thương gia phát tới định giá đơn. Những này hoa quả giá cả tự hồ cũng so với trên thị trường muốn tiện nghi không ít. Hàng đẹp giá rẻ. Như thế có lực cạnh tranh giá cả, thêm vào vẻ ngoài tốt như vậy hoa quả, mà chính mình phòng trực tiếp hiện nay nhân khí đã xem như là người mới streamer bên trong ngựa ô lần này trực tiếp livestream bán hàng hiển nhiên sẽ rất thành công đơn giản chuẩn bị một hồi lộ trạch mở ra trực tiếp nghe nói nơi này là chống lừa đảo streamer phòng trực tiếp yoshi lại đuổi tới không ủng công ta cắm điểm mấy tiếng streamer lại phát sóng streamer lại phát sóng ta tới xem một chút là cái nào xui xẻo tội phạm lừa đảo chuẩn bị xa lưới không đúng a à, streamer trên bàn làm sao mang lên hoa quả đây là muốn cải thiện sinh hoạt mới vừa vừa phát sóng phòng trực tiếp bên trong online nhân số liền bắt đầu hiện lũy thừa dân lên lên ở lộ trạch thu dọn mặt bàn mười mấy giây bên trong online nhân số đã đạt đến hết mấy vạn người rất hiển nhiên nhân khí phương diện này hoàn toàn không thành vấn đề mà chính mình muốn làm là kiểm soát thật phòng trực tiếp bên trong tiết tấu đem livestream bán hàng bầu không khí chế tạo lên do đó thực hiện hài lòng livestream bán hàng số liệu các anh em cho đại gia hồi báo một chút tình huống lộ trạch cùng phòng trực tiếp tán gẫu lên hiện nay phòng trực tiếp nhân khí vẫn không có đạt đến đỉnh phong bởi vậy lộ trạch dự định chờ đợi chốc lát lại tiến hành livestream bán hàng Ngày hôm nay cục thành phố lục tùng lục đội trưởng cho ta đến quá điện thoại. Ngày hôm qua đôi kia nam nữ đã bị điều tra ra kẻ khả nghi lừa dối chờ hơn 10 hạng tội danh. Chờ đợi bọn họ sẽ là pháp luật nghiêm trị. Này cái ví dụ nói cho chúng ta, làm người nhất định phải thành thực thủ tín. Không nên nghĩ dựa vào bàn môn tà đạo đi liễm lấy tiền tài bất nghĩa. Nghe được lộ trạch nói chuyện, phòng trực tiếp bên trong màn đạn nhất thời náo nhiệt lên streamer trâu bò, lại một đôi tội phạm lừa đảo ngã ở trong tay ngươi. Cảm giác mình đi đến phổ pháp tiết mục. Liên thích xem streamer đang hoàn trịnh trọng dáng vẻ, lần này lại định đem cái nào tội phạm lừa đảo đưa vào đi. Streamer nói được lắm, kiếm lời nhanh tiền phương pháp đều viết ở hình pháp lên, đại gia tuyệt đối không nên đi chạm. Không sai, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Chúng ta đều cần thông qua chính mình cần cù hai tay đến thực hiện tại vụ trên tự do. Nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong nhân khí đã đạt đến hơn 10 vạn. Lộ trạch gật gù. Thời điểm gần đủ rồi. Vì lẽ đó ngày hôm nay, ta cho mọi người biểu diễn một lượt, làm sao thông qua chính mình cần cù, đến thu được hợp lý thu vào. Lộ trạch đem cái thứ nhất livestream bán hàng vật phẩm đặt ở trên bàn. Là một trương thanh mang. Điều bộ này. Là chuẩn bị livestream bán hàng streamer không trực tiếp đối phó tội phạm lừa đảo. Đại gia lý giải một hồi, streamer cũng là muốn sinh hoạt. Cái kia mang lên đến cái kia vali quả xoài nhìn qua không sai e, ta nghĩ mua. Có thể trước tiên thường sau mua sao? Cho ta ký điểm lại đây. Màn đạn càng địa nhiệt nháo lên. Lộ trạch lấy ra bên trong một cái quả xoài. Quả xoài màu sắc mỹ lệ, ngoại hình phong phú. Lão thiết môn, nhìn rõ ràng, đây là nông gia nguyên sản. Trên cây tự nhiên thành thuộc đại thanh mang. Không có phun đánh bất kỳ hóa học thuốc. Các ngươi nhìn, này màu sắc, cái này đâu. Thương gia giá gốc 99 một trương, nhưng ngày hôm nay ở ngươi lộ ca phòng trực tiếp, chỉ cần 39. Ngươi không có nghe lầm. 39 một trương. Mỗi người phong phú, mỗi người mỹ lệ. Nơi sản xuất tóc thẳng, dưới góc phải màu vàng mua sắm xe mọi người thấy không có Nếu như cảm thấy đến yêu thích, liền điểm một điểm, dưới cái đơn Nhìn thấy lộ trạch ra sức thét to, phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng phi thường cổ động địa soạt nổi lên lễ vật Dưới góc phải đơn đặt hàng số lượng cũng nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng Streamer, ta đặt hàng Như vậy năng lượng tích cực streamer, làm sao có thể có đến đây cổ động Ta trước tiên dưới 10 đơn vì là kính đại quả xoài ai không thích. Đặc biệt lộ ca livestream bán hàng quả xoài, có thể không đến ủng hộ một chút. Các anh em đơn đặt hàng dưới lên, xuống tới streamer không phát ra được hàng, để streamer biết một hồi xã hội hiểm ác. Nhìn thấy phòng trực tiếp livestream bán hàng hiệu quả hừng hực. Lộ trạch khóe miệng khẽ nhất. Lần đầu livestream bán hàng trực tiếp. Không nghĩ đến hiệu quả liền tốt như vậy. Nhất định phải tận dụng mọi thời cơ các anh em, thương gia cho ta bảo đảm, này một trương quả xoài, mỗi một cái đều là tuyệt đối da mỏng thịt dày. Nói cho dù tốt cũng không bằng mắt thấy là thật. Ta cho mọi người hỏa trước tiên ăn thử một cái. Lộ trạch cầm lấy một cái quả xoài, sau đó dùng đao cắt mở. Ở hơn 10 vạn online khán giả chú ý dưới. Lộ trạch trợn to hai mắt nhìn cắt ra quả xoài. Mẹ nó. Thật dày da. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 9 Ngược livestream bán hàng, trí mạng nhất. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đây chính là streamer nói da mỏng thịt dày. Mẹ ư! Này quả xoài da dày em này sợ không phải da dày thịt mỏng. Ha ha, ngược livestream bán hàng, trí mạng nhất. Lộ trạch lần thứ hai cầm lấy một cái khác quả xoài, dùng đao cắt mở. Mẹ nó, da so với cái trước còn dày hơn. Cùng lúc đó, Lý Trường Hồng chính nhìn lộ trạch phòng trực tiếp bên trong hình ảnh. Lộ trạch phòng trực tiếp online nhân khí phi thường cao. Hiện nay livestream bán hàng bầu không khí cũng tương đối khá. Ngăn ngắn mấy phút, hậu trường cũng đã có mấy vạn mới vào đơn đặt hàng. Lộ trạch biểu hiện ra livestream bán hàng năng lực, không chút nào bại bởi những người trên bảng xếp hạng livestream bán hàng đại lão. Mà lộ trạch là một người ngôi sao mới streamer, hiện nay tiếng tâm còn chưa đủ lớn. Lúc này mình lựa chọn với hắn ký kết, có thể tiêu hao thấp nhất tiền vốn, thu được đến cao nhất báo lại. Sự lựa chọn của chính mình quả thực là quá sáng suốt nhưng nhìn thấy lộ trạch dùng đao cắt mở quả xoài động tác lúc. Lý Trường Hồng sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn đang làm gì? Không phải đã nói với hắn không muốn tiến hành ăn thử sao? Ký cho lộ trạch những này hoa quả, đều là cố ý đối với vẻ ngoài tiến hành gia công. Nhưng thực tế phẩm chất. Một lời khó nói hết. Nhanh gọi điện thoại cho hắn. Ngăn cản hắn tiếp tục ăn thử. Một bên khác, liên tục cắt ra hai cái quả xoài đồng dạng đều là da dày thịt mỏng rất hiển nhiên loại này quả xoài giống chính là loại kém phẩm vì lẽ đó lý trường hồng mới có thể sử dụng như vậy giá tiền thấp tiến hành thị trường cạnh tranh lộ trạch yên lặng mà đem cái này thanh mang liên đỡ lấy giá các anh em ra một điểm nho nhỏ bất ngờ lộ trạch đem một trương thanh mang đẩy ra cái này quả xoài ta cũng là mới vừa bắt được không có sớm ăn thử nhưng bởi vì thương gia sớm cho ta bảo đảm quá, da mỏng thịt dày. Vì lẽ đó ta mới như thế tự tin địa cho đại gia hiện trường ăn thử. Thế nhưng rất hiển nhiên, nó chỉ có thể coi là da dày thịt mỏng, này có bội cho ta thành thực thủ tính làm người nguyên tắc. Vì lẽ đó ta lựa chọn đem nên thương phẩm hạ giá, trước đặt hàng các bằng hữu phiền phức xin một hồi hoàn tiền. Lộ trạch nói rằng, ta không thể che giấu lương tâm, để mọi người mua như thế loại kém quả xoài trên bàn điện thoại di động vẫn sáng nhưng lộ trạch căn bản không để ý đến có điều đại gia yên tâm chúng ta còn có hắn sản phẩm lộ trạch đem một trương dứa đặt ở màn ảnh trước ba la diệp vô lại hoàng vẽ ngoài rất tốt nhanh chóng kiểm tra một chút dứa vẽ ngoài lộ trạch cuối cùng cũng coi như thở một hơi dài nhẹ nhõm lần này hẳn là sẽ không lật xe dù sao dứa tổng không tồn tại da dày da mỏng vấn đề chướng đồng dạng là chính tông nông gia tự trồng dứa. Mỗi một cái đều trải qua tỉ mỉ chọn. Từ dứa cái đầu lớn tiểu, đến dứa vẻ ngoài vẻ ngoài. Có thể gọi, không hề có tỳ vết. Vì để ngừa vạn nhất, lộ trạch lần này không có trực tiếp đem thương phẩm lên giá. Ta trước tiên cho đại gia thiết một cái nhìn. Nếu như không tươi, ta tại chỗ đem này một trương đem ném đi rồi. Này dứa nhìn qua không sai. Xác thực này vẻ ngoài nhìn qua cấp bậc rất cao. Không biết vì sao. Đột nhiên còn muốn xem streamer phiên một lần xe. Được rồi, streamer bắt đầu bán chính kinh hàng tốt. Chú ý bóp tiền các anh em, chuẩn bị đặt hàng. Nhìn thấy khán giả tiếng vọng đều vô cùng tốt. Lộ trạch rốt cục yên tâm cắt ra dứa. Mẹ nó. Làm sao là bạch. Một đao xuống, màu trắng dưới phần thịt quả nhất thời đập vào mi mắt chỉ là nhìn, một loại chua sót cảm nhất thời tự nhiên mà sinh ra. Đây là không thuộc. Vẫn là giống chính là như vậy. Các anh em. Này dưới cái đầu lớn như vậy, tuyệt đối bao thục. Lộ trạch trực tiếp bổ xuống một khối nhỏ màu trắng dưới phần thịt quả. Đây là dưới giống vấn đề. Theo ta được biết, dưới có tứ đại giống, mà tạp giao sau giống càng là nhiều đến mấy chục loại. Loại này bạch tâm dứa, tuy rằng nhìn qua như là không thuộc nhưng trên thực tế lộ trạch cắn một cái màu trắng phần thịt quả một giây sau lộ trạch sắc mặt nhăn nhó này đạp mã là chuẩn bị đem lão tử hàm răng chua đi ẩu lộ trạch trực tiếp thổ ở trong thùng rác trên thực tế nó thật không thuộc. lộ trạch rút ra một tấm khăn giấy lau miệng này hắc tâm thương gia như thế chua dứa cũng dám lấy ra bán một bên khác lý trường hồng nhìn lộ trạch ăn thử dứa sau biểu hiện khóc không ra nước mắt trước còn âm thầm cảm thán chính mình để lộ trạch livestream bán hàng quyết định vô cùng sáng suốt thời khắc này lý trường hồng chỉ hy vọng lộ trạch có thể đình chỉ livestream bán hàng thế nào hắn còn chưa nghe điện thoại tiếp tục cho hắn đánh lý trường hồng vẽ mặt đưa đám nhìn lộ trạch phòng trực tiếp toàn xong xuôi nha lộ lão bản lộ lão tổng lộ gia gia cầu ngươi ngươi xin thương xót đừng bá phòng trực tiếp bên này nhìn thấy lộ trạch streamer ngươi tại sao như vậy ngay thẳng lại lật xe ha 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 sao ta có thể cảm nhận được thương gia muốn khóc mẹ nó streamer nhìn ngươi chua thật thoải mái nếu không đem cái kia không thuộc dứa lên giá ta nghĩ mua điểm chua đau xót liền trùng ngươi như thế thành thực ngươi sau đó chính kinh mang hàng, ta tất mua không thể. Nghe nói nơi này có streamer ngược livestream bán hàng, cái này náo nhiệt ta nhất định phải đến tập hợp một tập hợp. Phòng trực tiếp bên trong nhân khí không chỉ không có bất kỳ trượt. Thậm chí dọc theo đường đi trướng. Góc trên bên phải đặt mua lượng trực tiếp đột phá 40 vạn. Mà online quan sát nhân số càng là đạt đến lịch sử tính 25 vạn người tuy rằng hai vòng livestream bán hàng đều cuối cùng đều là thất bại nhìn thấy cư dân mạng phản ứng lại còn không sai lộ trạch quay đầu nhìn về cuối cùng một trương quả táo này thương gia lại đen tổng không đến nỗi ngay cả quả táo đều là chua chướng quả táo lại chua cũng chua không đi nơi nào chứ chí ít để cho mình thành công mang thành công như thế mặt hàng đi nghĩ đến bên trong lộ trạch hít sâu một hơi sau đó đem cuối cùng một trương quả táo đặt ở máy thu hình trước mặt. Các anh em, các ngươi không có nhìn lầm, còn có những khác hàng. Trước ra một điểm vấn đề nho nhỏ. Ta đoán hẳn là thương gia cho ta ký mặt hàng phạm sai lầm. Nhưng này rương rương quả táo. Lộ trạch cầm lấy một cái lại lớn lại hồng quả táo. Ở màn ảnh trước quân tốc địa xoay tròn biểu diễn. Có phải là hồng hào ánh sáng lộng lẫy? Có phải là trắng chắc phong phú, lộ trạch đem quả táo đặt ở mũi, ngửi một cái. Đã trưởng thành quả táo hương vị. Lộ trạch sáng mắt lên. Lần này hẳn là sẽ không lật xe. Cái này quả táo có thể nói là mùi thơm nước mũi. Chỉ là nghe mùi vị, ta cũng không nhìn được muốn cắn một cái. Lộ trạch đem quả táo rửa sạch. Sau đó ở hơn 20 vạn cư dân mạng vây xem dưới, cắn nhẹ quả táo. Không chua, các anh em thật sự không chua. Này quả táo có thể ăn. Lộ trạch một mặt vui mừng đem quả táo bày ra cho các cư dân mạng. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống, quả táo bị cắn mở bộ phận thình lình có một cái lỗ nhỏ. Một con sóng sờ sờ, sờ sâu lặng yên từ cửa động nhô đầu ra. Ấu. Lộ trạch tại chỗ đem vừa nãy cắn chiếc kia quả táo phun ra. Đạp mã. Có trùng. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời rẽ trái tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 10 cái này hàng lão tử không mang theo nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio này streamer có thể nơi có xấu quả táo hắn thật sự dám hỗ trợ thương streamer trâu bò này thương gia thật đen a à, tất cả đều là một ít không thuộc nát đi hoa quả Streamer này ngược livestream bán hàng năng lực cũng là không ai. Các anh em, này không so với TV tiểu phẩm đẹp để có thêm. Ta chỉ nghe nói này streamer trảo tội phạm lừa đảo nhất lưu, không nghĩ đến streamer livestream bán hàng cũng là nhất tuyệt. Phòng trực tiếp màn đạn cả màn hình bay lượn. Các anh em, mới mẻ hoa quả khó tránh khỏi gặp có mọc gỗ. Điều này cũng giải thích nơi này hoa quả đúng là không có phun quá thuốc trừ sâu. Xem loại này có trùng, chúng ta bình thường cũng là tại chỗ ném xuống lộ trạch đem quả táo ném vào trong thùng rác sau đó cầm lấy một cái khác quả táo dứt bỏ vừa mới cái kia sinh trùng sự tình này quả táo mùi vị quả thật không tệ lần này lộ trạch học ngoan không có trực tiếp đọc thuộc lòng dùng đao mổ mở bên trong nát hơn một nửa hiển nhiên đồng dạng bị mọt gỗ rơi mất lại cắt mở một cái vẫn là nát Tiếp tục thiết. Vẫn như cũ là nát. Khá lắm. Lộ trạch tức giận đến trực tiếp đem một trương quả táo đều ném vào trong thùng rác. Cảm tình thương gia là cố ý đem nát quả táo cố ý lấy ra tiền lời. Lộ trạch cũng lại nhẫn không được. Chính mình thật vất vả tiếp một lần trực tiếp livestream bán hàng tờ khai. Ngươi đạp mã liền ký chút như vậy ngoạn ý. Sau đó chính mình ở livestream bán hàng giới còn hỗn không lăn lộn. Lạch cạch lộ trạch đem ba trong thùng thấp kém hoa quả toàn bộ ném vào mấy cái trong thùng rác các anh em ngày hôm nay livestream bán hàng phỏng chừng là mang không xong rồi lộ trạch một mặt đau xót địa hướng về phía phòng trực tiếp nói rằng ta không nghĩ tới thương mại điện tử giới bên trong còn có như thế đê tiện người làm ăn sĩ khả sát bất khả nhục cái này hàng lão tử không mang theo coi như là muốn bồi mấy vạn khối phí bồi thường vi phạm hợp đồng lão tử cũng không được loại này trái lương tâm sự tình quả thực không phải người bình thường có thể làm được đến nói được lắm thực sự là lương tâm streamer a à, tình nguyện chính mình vi ước cũng không muốn bán những này nát đi hoa quả cho chúng ta này streamer cũng quá năng lượng tích cực đi thực sự là yêu yêu streamer chúng ta rất ngươi đừng sợ phí bồi thường vi phạm hợp đồng chúng ta vậy thì cho ngươi soạt máy bay hỏa tiễn toàn mạng như thế thực thành streamer ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Chỉ là phỏng chừng streamer sau đó cũng lại mang không được hàng. Liên trung streamer người này cách mỹ lực, đặt mua ta điểm. Nhìn thấy các cư dân mạng dồn dập biểu thị giúp đỡ chính mình. Lộ trạch trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Các anh em, thương gia liên tiếp cho các ngươi theo ra đến rồi. Thấy không, chính là nhà này hắc tâm điếm. Sau đó nhà hắn đồ vật tuyệt đối đừng mua nhớ tới đem lời của ta nói chuyển đi cho thân bằng bạn tốt. Đừng để bọn họ ở tiệm này bên trong chịu thiệt. Thiệt thòi ít tiền là tiểu, vạn nhất ăn được xấu đi hoa quả, ăn xấu thân thể chuyện lớn. Lộ trạch như là nghĩ tới điều gì? Hắn từ trong thùng rác, đem quả xoài, dứa cùng với quả táo mỗi dạng nhặt lên một cái. Tiệm này bán loại này không thuộc, nát đi hoa quả, quả thực là phát điên. Đây là trần truồng lừa gạt hành vi ta tuyệt không cho phép loại này hại người tiêu thụ thương gia nghênh ngang mà làm chuyện làm ăn lộ trạch đem hoa quả dồn dập chụp ảnh sau đó tại chỗ gọi công thương điện thoại ta muốn báo cáo đem chủ quán tin tức cùng với có liên quan chứng cứ đệ trình sau lộ trạch lại gọi người tiêu thụ hiệp hội điện thoại ta muốn báo cáo lộ trạch lần thứ hai đem trước chứng cứ đệ trình một lần một bên khác lý trường hồng nhìn thấy lộ trạch báo cáo chính mình thao tác sắc mặt trở nên tái nhật. Lộ trạch này một phen thao tác, trực tiếp không khác nào phá hủy công ty của hắn. Hắn dưới cờ sở hữu cửa hàng, đều bị lộ trạch bới đi ra, cũng căn dặn các cư dân mạng không nên vào đi mua sắm. Không chỉ có như vậy. Lộ trạch lời vừa mới dứt không bao lâu. Chính mình thật mấy cửa hàng, đã lục tục bắt đầu thu được mấy chục điều trách cứ báo cáo. Rất hiển nhiên, đều là quan sát lộ trạch trực tiếp cư dân mạng làm việc mấu chốt nhất chính là, lộ trạch lại trực tiếp gọi điện thoại báo cáo chính mình. Đây là muốn đem mình hướng về tuyệt lộ bức. Cái tên này lại ăn cây táo rào cây sung. Thời đại này tại sao có thể có người liền tiền đều không kiếm, nhất định phải theo người cá chết lưới rách. Nếu ngươi không phải muốn làm như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thông báo thương mại điện tử liên minh hắn lão bản, ta muốn phong sát cái này nhất lộ hướng trạch. Ngươi vẫn cứ muốn làm ta vậy ta cũng nhất định phải đứt đoạn mất ngươi tài lộ. Lý Trường Hồng suýt chút nữa khí đến tâm ngạnh. Ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cùng lúc đó, lộ trạch phòng trực tiếp bên trong nhân khí lần thứ hai leo lên đỉnh điểm. Online nhân số không chỉ không có giảm xuống, thậm chí dọc theo đường đi cao lên tới 30 vạn. Này đã sắp muốn leo lên tiktok hừng hực bản danh sách 10 người đứng đầu. Mẹ nó, vốn tưởng rằng ngày hôm nay streamer thực sự là đến livestream bán hàng, là mẹ nó xuất. Streamer ngày hôm nay vẫn như cũ là tới đối phó tội phạm lừa đảo, bất quá lần này là thương mại điện tử lừa dối. Chính là, này hắc tâm thương gia, nát đi hoa quả làm tinh phẩm bán, này không phải lừa dối là cái gì. Streamer đừng sợ, ta đã đem người ông chủ này sở hữu cửa hàng đều báo cáo một lần. Không sai. Chúng ta đồng thời báo cáo hắn, loại này bảy người điếm nhất định phải phong cấm các anh em động động các ngươi báo cáo tay nhỏ đồng thời đem thương gia phong cấm đi nhìn thấy các cư dân mạng như vậy giúp đỡ chính mình lộ trạch trong lòng nhất thời thả lỏng không ít lần này livestream bán hàng tiền là kiếm không xong rồi phỏng chừng sau đó cũng sẽ không có hắn thương gia dám tới tìm mình livestream bán hàng livestream bán hàng trực tiếp con đường này từ đây nên cùng chính mình không có quan hệ gì có điều lộ trạch cũng không hối hận. Bởi vì cái kia quả xoài da là thật nhỏ dày so với lộ trạch da mặt còn dày hơn. Dưới thì càng khỏi nói là là thật đạp mã chua. Còn có cái kia quả táo suýt chút nữa chính mình liền cắn được sâu. Dưới tình huống này coi như là đánh chết chính mình lộ trạch cũng không thể tiếp tục cùng chủ quán hợp tác xuống. Nhất định phải báo cáo ngay ở trước mặt 30 vạn online khán giả trước mặt, Lộ Trạch phi thường tự nhiên địa trực tiếp đóng trực tiếp. Hung hăng quen rồi, Lộ Trạch đã không thể không biết ấy nấy. Một đống xa hoa văn phòng bên trong. Một cái mặt đồ chức nghiệp cột, khuôn mặt đẹp để nữ giới ngồi đàng hoàng ở trước máy vi tính. Nàng gọi thẩm na na, là thương mại điện tử liên minh hội trưởng. Ken ken ken. Trước mặt máy bay riêng vang lên. Nhận lấy điện thoại, là trợ lý đánh tới. Thẩm tổng, mới vừa Lý Trường Hồng gọi đến, hy vọng nhiều người hỗ trợ một chuyện. Chuyện gì? Thẩm na na hơi nhướng mày. Cái này Lý Trường Hồng ở thương mại điện tử giới xem như là có chút danh tiếng. Dựa vào tiêu thụ nông sản phẩm, làm ra không nhỏ công trạng, hàng năm lợi nhuận rộng ở liên minh bên trong đứng hàng đầu. Hắn hy vọng để ngài lấy liên minh hội trường danh nghĩa, phong sát một người tên là Lộ Trạch livestream bán hàng streamer nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời rẽ trái tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả